cái em cần luôn á thầy. Thực ra từ một tháng trước đó làm em đã bỏ cái kênh vlog đó, do em đang nghĩ tới cái chuyện em chuyển hoàn toàn hướng qua làm internet marketing, bây giờ em đang đi theo hướng kinh doanh. Hiện tại thì em kinh doanh, em nói cái mục tiêu em trước, mục tiêu em làm chủ và tự do tài chính là mục tiêu chính của em, và để hiện thực hóa thì em có cần những nhớ bước như này. Thứ nhất, em sẽ có hai cái hệ thống. Hệ thống thứ nhất là hệ thống về hỗ trợ về làm internet marketing, bán sản phẩm, và em ra những cái sản phẩm dịch vụ, những phẩm số để em hướng dẫn cái cách để mà bán hàng online, xây dựng hệ thống bán hàng online. Và cái hệ thống này nó sẽ phục vụ cho cái sản phẩm sau của em, đó là một hệ thống kinh doanh mỹ phẩm online. Và những cái sản phẩm này là em đã có rồi, hiện tại em đang kinh doanh mặt hàng về mỹ phẩm. Những mặt hàng này em nhập từ Hàn Quốc về, chuyên về tóc và da, và em đang làm cái sản phẩm này em thấy tương đối ok. Đó, thì em sẽ có hai cái hệ thống, một hệ thống về IT để hỗ trợ cho một hệ thống về mỹ phẩm, và em sẽ đào tạo những cái bạn từ những cái nguồn em có được từ internet marketing. Em sẽ những cái bạn đó em sẽ chọn lọc, và những bạn đó sẽ là cộng tác viên để bán trên cái hệ thống website về mỹ phẩm của em. Đó là cái hướng đi của em. Tân xin phép mời mời chị Tuyền nha. Chị Tuyền ơi, chị Tuyền có đó Nhưng mà không? Tân mời chị chị nha. biết ai đúng hết Dạ. nhau luôn Thôi tân nói như vậy. Thật ra vậy, cái hôm nay thì mọi người sẽ nói rõ cái mục tiêu của mọi người mong muốn, nghĩa là mục tiêu của mình muốn làm cái gì. Và để cái tôi nói cho cô này cô dễ hiểu nè Tân ơi. dạ. Hôm nay là không có tâm tình to nhỏ, không có ngồi nói chuyện phím, không có ngồi nói chuyện tám nữa, mà hôm nay là đập thẳng vào vấn đề. Bởi vì giai đoạn này giai đoạn là giúp nhau để mà thành công, coi như là đã bước qua cái giai đoạn là thử lửa dòng những xe rồi. Thì bây giờ đó em hãy nói về cái mục tiêu của em, và sau đó tôi sẽ giúp em chấn chỉnh lại cái kênh để em làm đúng hướng, và nó theo một cái hơi hướng á, của một người làm kiếm tiền đúng nghĩa, và để ra được 4-5 con số đúng nghĩa, chứ không phải là chỉ làm tự sướng nữa. Hôm nay em vẫn đang làm tự sướng, tại vì em còn thiếu một bước nữa. Thiếu một bước nữa để làm sao mà hết tự sướng mà nó ra tiền nữa. Rồi đó, em mà nói về cái hướng em tiếp đi. Em thì em muốn cũng giống như Tân là em muốn tự do tài chính. Thật ra ai vô group này chắc là cũng muốn tự do tài chính rồi. Và em có kiến thức Em về có một điều kiện rất là tốt mà em quên là tôi nhắc các bạn hoài, là giới thiệu mình là ai, mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì. Đó là cái câu đầu tiên, 30 giây để mình PR liền bản thân mình sell bản thân mình liền, bán thân trước. Mấy lần trước dạ rồi em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền và em là chủ nhân của cái kênh Gia đình Bản xứ. Thầy chờ em xíu, đóng cái cửa lại đi. 30 giây, 30 giây mà có vụ đóng cửa đó. Mọi người em phải đóng cửa cho đã, sếp ngồi bên kia sếp nghe hết. Em tham gia group này là thứ nhất là cái tư tưởng của em vẫn là tư tưởng làm công ăn lương, và bây giờ em muốn thay đổi để mình chủ động hơn, mình làm chủ tương lai mình hơn. Sau khi mà làm việc ở công ty thì em có kiến thức về công nghệ thông tin, nhưng mà thực ra ở cái mức quản lý thôi. Cái khi mà đụng chuyện thì em vẫn làm và làm rất là tốt. Hiện tại bây giờ em vẫn phải học hỏi những cái bạn trẻ đi trước. Và em muốn gia đình em á, là rất là chú trọng cái việc dạy con. Cho nên hai vợ chồng thì đều muốn chia sẻ về những cái kinh nghiệm dạy con, nhưng mà em cũng chưa biết là với những cái kinh nghiệm đó thì mình có thể kinh doanh được những gì. Cái việc đầu tiên em nghĩ trước á, là em sẽ tạo ra những cái sản phẩm, những cái ứng dụng để mà cho con nít nó chơi trên điện thoại trong lúc mà ba mẹ bận á. Thì vì em có những cái trải nghiệm dạy con, có nghĩa là cho con đi học ở Hàn và ở Mỹ rồi,
Cho nên là em muốn đưa những cái đó vào trong những cái ứng dụng điện thoại di động. Và nếu mà những ba mẹ nào mà không có thời gian mà cho con á, thì thay vì cho con coi những chơi những cái game vô bổ thì chơi những cái game mà có hướng tính giáo dục. Việc đầu tiên là chị nghĩ cô này cô rất là giỏi, cô là thạc sĩ về công nghệ thông tin, cô đang làm cho những dự án công nghệ thông tin cho chính phủ bên Mỹ này. Cô ấy có cái kênh đó là Gia Đình Thiện Xứ, cô chia sẻ những cái tào lao với cô trong nhà. Cổ là suốt ngày vợ chồng cứ lôi con ra dạy học tiếng Việt này nọ là nhân dân, rồi cổ rảnh rảnh thì cổ đọc chuyện đêm khuya, chuyện cho người ta chỉ vậy thôi. Nhưng mà hiện nay cổ làm được mấy mười mấy đô hả? Nhà được hai mấy đô, 28 rồi mà nó bốn con số thì có bộ hơi bị lâu. Cho nên đó là cô này có định hướng như vậy nè, cô có thể lấy ngành nghề mà có thể viết app được, thì phải viết những phần mềm cho cả thế giới này sau xuống. Nó có thể là cái phần mềm mà dạy con đọc tiếng Việt cái gì gì đó, nói chung là phần mềm mà liên quan gia đình thôi, thì ăn những tiền quảng cáo trên đó. Và tiến lên bước cao hơn có thể là bán cái gì nhỏ nhỏ trong đó, chẳng hạn như bây giờ con bạn khó ngủ, bây giờ có cái app mà nó có những cái âm thanh nó có thể ngủ được, trả 1 đô thôi. Hoặc là con bạn nó muốn học tiếng Việt mà bây giờ không biết tìm sách tới đâu, có thể đưa sách tiếng Việt vô đó cho nó học từ level 1 đến level 4, level 5 gì đó, để nó đọc tiếng Việt được, nó nói tiếng Việt được, bán 1 đô thôi, phụ huynh đến sang mua thôi, thì có là cũng làm được khối tiền đúng không. Và là có thể khác hơn, hàng ngày mình vẫn có thể dạy con học tiếng Việt, hoặc cho nó ăn, cho nó uống, cho này kia, quần áo, nhân mình thấy show up lên hết trên mạng, trên kênh mình. Ồ bữa nay bé tỏi, bé hành gì đó có cái áo đẹp quá các bạn ơi, áo này mua ở đâu, các bạn có thể lên Amazon nè, nhấn đường link nè mua đi đó, mình mua nó rẻ rề đó. Internet marketing affiliate ở Mỹ làm được chuyện đó. Hoặc là bé mình mới có 1 tuổi à, sữa nó uống nó cứ ọc hoài thôi, mình có bình sữa này hay quá nè đó, các bạn thấy không đó, bỏ vô cái xô ra cho thấy nó 2 tầng sữa này đó, rồi bán đi là xong. Rồi chẳng hạn như đọc chuyện, đọc chuyện kể nghe, cái ai muốn mua chuyện không, bạn mua chuyện không, mua sách gốc không, thì liên lạc với chỗ mình, là mình có người bạn Việt Nam nó bán cái sách này nè, bây giờ kết hợp với đứa nào ở Việt Nam đó, chị tiền xây dựng website nè, cưng 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 vô cưng làm với chị nha, chị chia sẻ khách hàng đến mua đó, thì cưng cái việc xếp hàng đi, chị đưa hóa đơn nè, cái cưng giao đi, rồi bắt đầu tiền lời cho em mình chia chẳng hạn, đâu cần phải ngồi làm đâu, cái đầu óc mình có thể làm được điều đó, cái đó gọi là internet marketing. Rồi trở về với Tiểu Phương, nhiều tương lai sau này mình sửa nhà đúng không, tương lai mình bán nhà đúng không, thì bây giờ ngay lúc rảnh mình rảnh rỗi mình đi vòng vòng cái khu mình ở, chỗ khu trời nhà đẹp quá mình mơ rồi, mình quay những cái nhà mình chia sẻ lên, cái mình xin vô nhà ai đó, rồi bữa nào mà có cái bình hao đó vô mở quay chia sẻ cho tao biết, cô Phương này chỉ thích nhà thôi, rồi mình góp ý. Ồ, mình hồi xưa là kiến sư là mình thấy chỗ này không được, thiết kế giờ không đẹp phải vậy nè, góp ý lại. Thì chỉ năm sau thôi, cái cô này có ra cái bán nhà đó, ai bất ngờ đâu. Ồ, cô này biết rồi, nhỏ này đi coi nhà suốt ngày đấy, bây giờ nó bán nhà có gì lạ đâu, nó có kiến thức nè, chúng ta đâu cần build nữa. Thì mình làm là mình định hướng ngay từ bây giờ là làm để mục đích làm gì chứ không phải làm chơi đó, thì đó là đúng như từ đầu thì vậy đó. Rồi các bạn chia sẻ tiếp. Dạ cảm ơn thầy. Hello, mời bạn, mời anh Trần Cường. Rồi em xin chào thầy, chào anh Cường Lâm và chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Mạnh Cường, mình quê ở Nghệ An. Mình nghề nghiệp của mình hiện tại là kế toán doanh nghiệp. Mình thực sự cũng rất có duyên được gặp thầy và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đây trong cái lúc này thì mình cảm thấy mình rất có, nói như thầy nói là có duyên đó. Khi mình cảm thấy là mình cũng là có duyên thì mới gặp được thầy và gặp tất cả anh chị em. Anh Cường, sorry anh nha. Bây giờ anh Cường nó đang tắt giùm em thôi. Ví dụ như bây giờ mục tiêu của anh là gì? Bây giờ cái nghề nghiệp của anh như vậy thì anh có ứng dụng, anh nghĩ ra một cái sản phẩm gì để anh bán?